Xin chào mọi người, tiếp tục với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Hiện tại một số video trên kênh đã bị chặn, cho nên mình sẽ hạn chế sử dụng hình ảnh. Các bạn quan tâm có thể donate ủng hộ team ở phần mô tả để chúng mình có thêm động lực làm tiếp các video khác. Ở video trước, nhóm người thạch họ đã bị chặn đường, cậu nhanh chóng nhận ra lão già này. Xem ra bây giờ trong lòng lão đã có lực lượng có thể đối phó nên tự tin xuất hiện. Lão nghe về liền nghiêm nghị đe dọa, dược đồi chính là thánh địa do dược thần khai sáng, không dung được người khinh nhờn như vậy, ngoan ngoãn đi theo lão một chuyến. Lời này hiển nhiên là muốn mang thạch hạo đi nhận trừng phạt. Thạch hạo đáp lại điều đó bằng cách chủ động tấn công. Tấn công lần thứ nhất không thành công, lần thứ hai sử dụng toàn nghề bảo thuật cũng không thể lung lay được lão già kia. Phòng ngự kinh khủng như vậy, cậu lập tức nhận ra phía sau lão có cao nhân trợ giúp. Nhìn thấy tiểu tử này không thể làm gì được mình nên lão vô cùng tự tin. Thạch hạo nhận ra kèo này có chút khó nhằn, cho nên yêu cầu mọi người rời đi trước. Tuy nhiên, bọn họ lại không chịu, làm như vậy sao được, đã có nạn thì cùng nhau chịu. Rất nhanh, cậu cũng rút kiếm rồi lao lên tấn công lần nữa. Lần này uy lực lớn hơn hai lần trước, buộc đối thủ bên kia phải dùng ra thực lực chống lại. Kết quả vẫn như cũ, thạch hạo bị đẩy lùi. Đột nhiên nữ tử thần bí xuất thủ, ngưng tụ một cái bậc thang bắc lên tận tầng mây. Thạch hạo chứng kiến cảnh tượng này cũng phải há mồm kinh ngạc, người có thể làm được chuyện này, thực lực phải rất cao cường. Nữ tử thần bí gọi thạch hạo đi lên, Hoa Linh Nhi và Vân Hy chạy lại ngăn cản. Vậy nhưng cậu vẫn muốn bước lên xem thử, nếu đã không tránh được, đương nhiên phải đi xem vị cao nhân kia có ý đồ gì. Không ngờ trên tầng mây lại là một tòa cung điện, nữ tử thần bí đã chờ sẵn. Nàng ta lặng không đứng trên không trung, nhìn thấy thạch hạo đi tới, nàng liền nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt chăm chú vào thanh kiếm gãy của quỷ già, đồng thời cũng không quên sử dụng trùng đồng để dò xét nó. Thạch hạo thấy vậy ngạc nhiên, không ngờ cô ta cũng là trùng đồng giả. Dùng mạo khí chất như vậy, không biết có ai đã từng may mắn sóng vai đi cùng hay không. Mặc dù những lời này là thạch hạo đang suy nghĩ trong lòng, vậy nhưng nữ tử kia vẫn biết được suy nghĩ của cậu nên nhanh chóng lên tiếng đối đáp. Thạch hạo nhận ra nàng ta đang sử dụng tha tâm thông, một loại thần thông có thể đọc thấu suy nghĩ của người khác. Việc đọc lén suy nghĩ là chuyện không tốt, cho nên nàng ta cũng không quên giải thích, tránh cho tiểu tử này lại hiểu lầm là nàng đang thăm dò. Mặc dù đã nói với nhau đôi ba lời, vậy nhưng cậu vẫn như cũ đề phòng, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào nếu nữ tử kia động thủ. Không muốn để cậu căng thẳng, nàng ta liền giải thích. Nàng từng gặp chủ nhân đời trước của thanh kiếm này, từng mượn chỗ hắn nghỉ ngơi, cho nên sẽ không làm khó thạch hạo. Chỉ là thanh kiếm này chắp vá sửa chữa sớm đã mất đi đạo vận, không biết còn có một ngày có thể tỏa sáng một lần nữa hay không. Lời này có nghĩa rằng nữ tử này cũng quen biết quỷ già. Thạch hạo nghe vậy càng ngạc nhiên hỏi thăm, vậy nhưng nàng không trả lời. Giống như những người khác, nàng lần nữa nhắc tới chuyện hoàng vực sắp đại loạn. Mà dược đô lại là một trong những trung tâm xung đột, thạch hạo phải mau chóng rời đi. Nói chung là thạch hạo không tệ, nhìn thấy cậu, nàng lại giống như gặp lại bản thân ngày xưa lưu lại dấu chân trên con đường cổ đảo. Nàng hy vọng rằng nhìn thấy một ngày cậu có thể tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại, Thạch Hạo và Thạch Nghị vẫn còn thiếu một trận chiến chân chính. Lời này cũng đồng nghĩa rằng Thạch Nghị vẫn chưa hề chết. Đến một ngày nào đó, giữa hai người sẽ tiếp tục phần cao thấp. Chuyển cảnh tới Bất Đoạn Sơn, tin tức nữ trung đồng già gặp gỡ Thạch Hạo cũng bị cường giả ở đây phát hiện. Có người cho rằng dù sao Thạch Hạo cũng có một nửa huyết thống của Bất Lão Sơn. Vậy nhưng mà chí tôn chỉ có một, bọn họ đã có một người rồi, không cần đón về nữa. Những người khác thì lại muốn đón Thạch Hạo về, cho dù lục đục nội bộ thì huyết mạch Bất Lão Sơn cũng không thể lưu lạc bên ngoài. Người thiếu niên này chính là chí tôn mà đám người bàn nãy mới nhắc tới. Người phía sau là mẫu thân của hắn, cũng là mẫu thân của Thạch Hạo, cho nên giữa hai người có mối quan hệ anh em. Rời khỏi cung điện của nữ trung đồng, Thạch Hạo liền quay lại. Nhìn thấy tên tiểu tử này vẫn toàn thấy trở ra, lão già kia liền biết mọi chuyện đã vượt quá tầm tay, cho nên nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, đồng thời đem ra mấy cây linh dược đền bù. Nhìn thấy bốn cây linh dược kia, đám người Hòa Linh Nhi kinh ngạc, tất cả đều là thứ quý hiếm. Tuy nhiên, Thạch Hạo lại tỏ ra không động tâm. Cậu là đang muốn chơi bài sứ tử ngoạm nên vẫy tay chỉ ít. Trước mắt chỉ có thể là đồ đi thay người, cho nên lão ta tiếp tục nhường bộ. Trong sách cổ của thần dược môn có ghi chép, năm đó thượng cổ dược thần tìm hoàng kim dược điệp, cuối cùng lại đạt được một con ấu trùng hoàng điệp. Sau này dược thần bỏ mình, con ấu trùng đó bị phong ấn trong thần binh quán, đến giờ vẫn chưa xuất thế. Thạch Hạo tiếp tục hỏi thăm manh mối, lão ta nhanh chóng lấy ra một cái hộp, Vân Hy nhận ra đây là thái cô bào hộp. Chín đầu sư tử nhanh chóng bổ sung, cái tên đó là danh xưng của người đời sau đặt trò, gọi pháp giới dùng để sửa chữa bảo vật của những đại nhân vật thời thượng cổ. Thực chất tên thật của nó là thế giới bảo hộp. Hoa Linh Nhi nghe nói từng có người đạt được thế giới bảo hộp, sau khi vô tình mở ra liền rơi xuống một đống bảo vật. Đây là một nửa miếng thanh đồng, trong sách cổ thần dược môn ghi chép, nếu có thể tìm được một nửa kia hợp thành thanh đồng pháp khí hoàn chỉnh thì có thể đạt được hoàng điệp trong truyền thuyết. Cậu tiếp tục hỏi thăm nửa còn lại, lão già kia nghe vậy liền dẫn đám người thạch hạo tiến về thần cốc. Năm đó dược thần bỏ mình, miếng thanh đồng của hắn do con trai nắm giữ, mà hài cốt của đứa con đó trong hang động dẫn thẳng vào trong thần cốc.
Đi được một đoạn, bọn họ lại được truyền tống tới tầng tiếp theo. Hai tầng đầu pháp trận đã bị con trai dược thần công phá. Vậy nhưng trong tầng thứ ba của pháp trận, hắn chỉ phá được một phần cấm chế thì đã bỏ mình, cho nên phía trước sẽ gặp nguy hiểm. Nói tới đây, bọn họ liền đụng độ phải một bộ thi thể. Toàn thân hắn tỏa ra quang mang, bên cạnh còn có một lô đỉnh. Trên tay bộ thi thể kia nắm giữ nửa còn lại của khối thanh đồng. Lão già nhận ra bộ di hài kia là của con trai dược thần. Chim đỏ thấy vậy liền hăng hái tiến lên lấy bảo vật, còn chưa rõ nguy hiểm ra sao mà đã dám xông lên mở đường. Thạch Hào và Hoa Linh Nhi liền cười thầm rồi lên tiếng ủng hộ. Trong khi đó, lão già kia lại tỏ vẻ mờ ám. Lão dường như biết được miếng thanh đồng kia khó nhai, cho nên nó vẫn còn ở đây cho tới tận bây giờ. Nếu dễ nuốt, nó đã sớm bị lấy đi rồi. Quả đúng là như vậy, vừa mới tiến lại gần, chim đỏ liền bị tấn công. Thạch Hào ở bên ngoài nhanh chóng xuất thủ kéo chim đỏ lại, may mắn là hắn vẫn toàn thây. Thạch Hào nhanh chóng quay sang tra hỏi lão già. Nãy giờ lão cố tình giấu giếm chuyện này, cho nên sau khi Thạch Hào hỏi liền giả vờ tiết lộ, chỉ cần bước vào khu vực con trai dược thần liền sẽ gặp phải trận văn nghiền ép hóa thành tro bụi. Rất nhanh, Thạch Hào cũng sử dụng trung đồng thăm dò, kết hợp thêm lời chỉ dẫn của Vân Hy. Nếu đã là hai nửa của Thái Cổ Bảo Hợp, có lẽ sẽ có thể dùng một nửa trong tay để thu hút nửa còn lại qua đây. Thạch Hào nghe vậy nhanh chóng thử sức một phen, cách này quả nhiên có tác dụng. Vậy nhưng thay vì hút nửa còn lại tới thì một nửa trong tay cũng bay ra ngoài, rồi hợp nhất với nửa kia tạo thành một thứ hoàn chỉnh. Hành động này vô tình kích hoạt pháp trận hấp thu linh khí của mọi người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đám chẳng mấy chốc sẽ về với đất mẹ và biến thành bộ dạng thây khô như con trai của dược thần. Cả đám cố gắng chống trả, mà Thạch Hạo thì cố gắng sử dụng 10 động thiên cầm cự vậy nhưng không hiệu quả. Không còn cách nào khác, cậu đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Bảo Tháp. Bảo Tháp thấy phải liền rời chiêu trò sư tử ngoạm, tình thế nguy cấp, Thạch Hạo bất đắc dĩ phải đồng ý. Công việc của nó là âm thầm kích hoạt thế giới bảo hạp trong pháp trận cho mọi người. Bên trong có một tiểu thế giới có thể giúp mọi người rời đi. Nói rồi Bảo Tháp cũng hành động, ngay lập tức đồ án phù văn liền hiện ra, mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong và thoát được kiếp nạn trước mắt. Và chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây thôi, xin chào và hẹn gặp lại.